Xin kính chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Thanh Anh. Ngày hôm nay em giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà 5m rất là đặc biệt luôn, vừa mới hoàn thiện mà giá là quá trời rẻ luôn anh chị. Vừa nghe giá xong rồi em bay xuống em quay liền cho anh chị mình xem luôn á. Nhà thì rớt nhựa ở Trường Chinh chị. Nhựa Ninh Phú chứ, rớt nhựa Trường Ninh Phú là khoảng 150m ha. Và hướng này anh chị sẽ di chuyển nó tỉnh tỉnh lộ 781 nha, mất khoảng 500m là tới nhà mình nha anh chị. Ở đây là khu dân cư bằng cờ đường thông nha. Và căn nhà em giới thiệu ngày hôm nay là căn nhà này nè, căn nhà cái cột màu cam này nha anh chị. Bề ngang là 5m, một cạnh dài 14, một cạnh dài 20, thổ cư là 100% luôn. Nhà thì quay về hướng tây nha anh chị. Đây là cái khoảng sân trước nè, cái sân này anh chị đậu chiếc Kia Morning cục á được. Còn nếu mà chiếc mấy cái chiếc mà sedan dài thì anh chị ghép ngang giùm em nha. Đó, mặt diện của căn nhà này anh chị, nhà giá quá trời rẻ luôn, vừa mới hoàn thiện cái bon là em xuống liền, giá có 1 tỷ 150 triệu mà còn thương lượng luôn nha, thương lượng lấy lọc cho anh chị luôn nè. Đó, rất là đẹp luôn. Nhà của mình là được thổ cư full 100% luôn á anh chị. Một cạnh dài 14 là cạnh này nè, cạnh dài 20 là cạnh bên này. Nhà 2 phòng ngủ nha anh chị. Đấy, anh chị là mình tài chính thấp mà muốn mua nhà gần với núi Bà, gần với chùa Tổ Thánh, giá trung tâm thành phố thì quan tâm căn này liền nha, giá có 1 tỷ 150 à. Đó, đi lại chùa Tổ Thánh Cao Đài có 2 cây số à, đi ra chợ Bồ Năng là tầm cây xa tầm 900m. Đây là không gian bếp nha anh chị, có hệ tủ trên dưới. Phía sau của mình là có một cái toilet này anh chị, và cái sân phơi đồ nhỏ nhỏ gọn nha. Đó, hệ tủ cũng xịn sò luôn nè. Ngay chỗ này là cái chỗ này thiết kế hay. Rửa chén mình để trên này anh chị, ấp xuống nước nó chảy xuống đây là vừa đi luôn nè, sạch sẽ luôn. Đó, ngang 5, cạnh 14, cạnh 20, thổ cư 100% luôn mà giá có 1 tỷ 150 triệu. Ra đường nhựa tỉnh lộ 781 500m, ra chợ 900m, ra trường học khoảng 900m luôn nha. Rớt nhựa nằm giữa hai con đường nhựa lớn, nhựa 781, nhựa Bồ Năng Chà Là, Ninh Phú và nhựa Trường Chinh luôn. Đó, vị trí rất là đẹp, đường thông. Đó anh chị, cái xăng nè, cái xăng này đậu chiếc, nếu mà đậu dọc vô đậu chiếc Kia Morning thì được, còn nếu mà chiếc sedan dài đậu chị ghép ngang vô là gọn luôn. Đó, anh trước cũng làm lưới B40 gọn luôn nè, bên này cũng có khung sắt bảo vệ an toàn luôn, tuyệt vời nha anh chị. Giờ Bồ Năng mình kiếm cái này không có đâu nha, mà vị trí đẹp, đường thông, không có phải là nằm vô đường cùng này này nọ đâu nha anh chị. Đó, nếu mà thấy video liền alo liền như giữ chân nha.